đàn ông này tên Tào Thiếu Lân, là con trai của thống lĩnh Tào Anh, được mọi người gọi là Thiếu Soái. Hắn ta vui buồn thất thường, coi mạng người như cỏ rác, chỉ bởi vì không thích nghe tiếng đọc sách mà đã ra lệnh giết chết hết toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường học. Cũng may Bạch Linh kịp thời phát hiện, đưa theo học sinh bỏ trốn bằng đường cửa sổ, như vậy mới may mắn thoát được một kiếp. Sau đó cô ấy đưa theo đám trẻ đến phổ thành nương tựa anh họ. Không ngờ tối hôm đó cô ấy lại nhìn thấy một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Tào Thiếu Lân đuổi đến rồi, còn anh họ cô ấy đang ở một bên không ngừng chửi mắng hai cha con hắn. Kết quả không ngoài dự đoán. Sau khi anh họ bị bắn chết, Bạch Linh và những đứa trẻ cũng không may mắn hơn là bao. Người của đội bảo vệ nghe thấy tiếng súng vội chạy đến, nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, đội trưởng Dương đã lập tức bắt Tào Thiếu Lân lại. Dưới từ đường, người dân của phổ thành cùng nhau tập hợp kích động bắt hung thủ giết người phải đền mạng. Đúng vào lúc này, người dân bị một kẻ thô lỗ đẩy ra, hắn ta chính là Trương Diệc, thuộc hạ của Tào Anh. Người của bảo vệ đoàn thấy Trương Diệc không có ý tốt, liền lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng Trương Diệc không phải là một kẻ dễ động vào, chỉ với vài chiêu nhẹ nhàng đã hạ gục những người ngáng đường mình. Sau đó hắn quỳ xuống dưới đất nói: Sau đó vô số quan binh xông vào bao vây xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, đội trưởng Dương liền giơ tay siết chặt yết hầu của Tào Thiếu Lân, nhưng Trương Diệt lại uy hiếp rằng: Không ngờ rằng Tào Thiếu Lân lại ra lệnh cho Trương Diệt trở về, sau đó ngông cuồng nói: Người dân sau khi biết kẻ giết người là con trai của Tào Anh thì đều im lặng cúi đầu, bởi vì họ sợ rồi. Mã Phong biết chuyện liền đến tìm đội trưởng Dương, nói rằng Trương Diệc là huynh đệ của mình, bản lĩnh không hề tầm thường, hy vọng đội trưởng Dương tạm thời nhượng bộ. Nhưng đội trưởng Dương lại nói rằng: Buổi tối thuộc hạ của Tào Thiếu Lâm đến cướp người, sau khi bị phát hiện, hai bên đã xảy ra tranh chấp kịch liệt. Đội trưởng Dương dùng một chiếc muôi đánh cho đối thủ nghi ngờ nhân sinh, phu nhân của ông ấy càng không phải là người tầm thường, trực tiếp kết liễu kẻ địch ngay trong cuộc đấu. Thuộc hạ của Tào Thiếu Lân thấy tình hình không ổn, liền vội vàng kéo nhau bỏ chạy. Nhìn thấy thành viên của đoàn bảo vệ bị giết chết, cuối cùng có người không nhịn được nữa, xông về phía nơi nhốt Tào Thiếu Lân. Nhưng khi mọi người đuổi đến nơi, thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Tào Thiếu Lân đã buộc một mảnh vải trắng lên trần nhà, sau đó tự treo cổ của mình lên. Điều này khiến cho nhóm người của đội bảo vệ rất lo lắng. Nếu như hắn ta chết, thì tất cả người dân trong phổ thành đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Không còn cách nào khác, nhóm người chỉ có thể vào trong cứu hắn. Một bên khác, Mã Phong đến tìm Trương Diệc, hy vọng Trương Diệc có thể bỏ qua cho người dân của phổ thành và nhắc đến chuyện năm đó. Trương Diệc nghe xong liền nổi giận: Thì ra năm đó hai người là huynh đệ của cùng một tiêu cục, mà trong một lần vận chuyển hàng, một người đàn ông đáng thương xuất hiện muốn cướp tiêu. Đúng vào lúc này, một người phụ nữ từ trong hòm hàng rơi ra ngoài, đồng thời người ngồi trong xe ngựa cũng bước xuống. Người đàn ông nhìn thấy vợ của mình thì liền nhặt kiếm lên lao đến, muốn giết chết tên cầu quan trước mặt. Mã Phong không nhìn tiếp được nữa, muốn ra tay giết chết tên cầm thú này. Nhưng Trương Diệc lại nói: Cứ như vậy, Mã Phong cưỡi ngựa rời khỏi tiêu cục. Sau khi rời khỏi doanh trại, Mã Phong đến nhà giam, muốn thả Tào Thiếu Lân rời đi. Cậu ấy một bên mở khóa một bên hỏi hắn ta có đồng ý bỏ qua cho người dân của phổ thành hay không. Tào Thiếu Lân ngoài miệng đồng ý. Khi Mã Phong đang đắn đo xem có nên thả hắn đi hay không, thì đội trưởng Dương đã trực tiếp ném chìa khóa cho hắn. Nhưng Tào Thiếu Lân lại không hề động đậy, ý muốn đội trưởng Dương tự tay thả hắn đi. Đội trưởng Dương nói với Mã Phong, Tào Thiếu Lân luôn coi mạng người như trò chơi, chỉ có quân giữ thành kịp thời đuổi đến, thì người dân của phổ thành mới được an toàn. Thôi,
Bên này Lão Liêu hẹn đội trưởng Dương gặp mặt khuyên ông ấy nên thả Tào Thiếu Lân đi, nhưng đội trưởng Dương biết rằng họ một khi đã quỳ xuống thì mãi mãi sẽ không thể nào đứng dậy được, càng sợ thì chết sẽ càng thảm, vì thế chỉ có thể đối mặt. Đúng vào lúc này, ông chủ Lưu sai thuộc hạ đến bao vây hai người họ, vì để dỗ dành Tào Thiếu Lâm bắt buộc phải giết chết đội trưởng Dương. Tuy mục tiêu của đối phương là đội trưởng Dương, nhưng Lão Liêu không hề bỏ chạy một mình mà lựa chọn ở lại cùng chống lại kẻ thù với đội trưởng Dương. Cuối cùng Lão Liêu vì bảo vệ đội trưởng Dương mà chết. Sau khi giải quyết hết toàn bộ kẻ thù, đội trưởng Dương cõng Lão Liêu trở về nhà của mình. Vừa về đến nơi thì toàn bộ người dân của Phổ Thành đã tập trung trước sân nhà ông ấy. Họ hy vọng đội trưởng Dương có thể thả Tào Thiếu Lân đi, bởi vì họ đều không muốn chết. Nói xong đều cùng nhau quỳ xuống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đội trưởng Dương cảm thấy vừa thất vọng vừa bất lực, vì thế nên ông ấy đã từ chức đội trưởng. Sáng ngày hôm sau, đội trưởng Dương giải tán đội bảo vệ, sắp xếp cho vợ và con gái rời đi an toàn. Mã Phong hỏi ông ấy tại sao lại không rời đi. Mã Phong gật đầu xoay người rời đi. Một bên khác, Trương Diệc đưa theo quân lính tiến vào Phổ Thành. Đội trưởng Dương nhàn nhã ở nhà nghịch roi. Trước phòng giam, Trương Diệc cho người mở khóa, nhưng Tào Thiếu Lân lại yêu cầu ai bắt mình thì phải để người đó đến thả mình. Không còn cách nào khác, đội trưởng Dương chỉ có thể tự mình đến thả Tào Thiếu Lân ra ngoài. Sau đó bị người của hắn ta bắt đi. Thân là người nhiều tiền nhất Phổ Thành, ông chủ Lưu tổ chức cho Tào Thiếu Lân một bữa tiệc. Ông ta cố gắng hết sức thể hiện khả năng nịnh hót của mình, nhưng điều không ngờ được rằng là Tào Thiếu Lân xoay người ra lệnh loại bỏ sạch người của ông chủ Lưu. Sau đó cả Phổ Thành rơi vào tình trạng hỗn loạn, binh lính ở trong thành không ngừng cướp bóc khắp nơi. Một bên khác, Mã Phong sau khi đưa lũ trẻ đến địa điểm an toàn thì muốn quay trở lại Phổ Thành. Đám trẻ hỏi anh ấy muốn đi đâu. Đả yêu quái. Đồng thời lúc này, vợ của đội trưởng Dương và người của đội bảo vệ cũng trở về, nhóm người cùng nhau trở lại Phổ Thành. Còn Tào Thiếu Lân lúc này đang không ngừng tra tấn đội trưởng Dương, Mã Phong mượn cớ tặng lễ vật cho Tào Thiếu Lân, đột nhiên phát động tấn công cứu lấy đội trưởng Dương. Trương Diệc ở một bên thấy vậy, liền lập tức lao đến tấn công Mã Phong. Còn những người trốn trong nhà, dưới sự dẫn dắt của đội bảo vệ cũng xông ra ngoài, giao đấu với quan binh ở trong thành. Mã Phong và Trương Diệc cùng nhau đánh lên tận đài rượu. Trong lúc giao đấu kịch liệt đã không cẩn thận làm cho nó bị sập. Trương Diệc thấy vậy vội vàng rời đi, nhưng Mã Phong lại bị kẹt lại. Trương Diệc sau khi phát hiện ra vội vàng quay lại cứu Mã Phong, còn bản thân lại bị những mảnh vỡ nhấn chìm. Một bên khác, đội trưởng Dương đuổi theo Tào Thiếu Lân. Tào Thiếu Lân đã thay xong đạn bắt đầu tấn công ông ấy. Đúng lúc này, Tào Thiếu Lân cầm súng nhắm thẳng về phía đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương đi đến trước mặt của Tào Thiếu Lâm, sau đó nhắm hai mắt lại. Đội trưởng Dương đã dùng đao đỡ được viên đạn khi Tào Thiếu Lân chuẩn bị nổ súng thêm lần nữa. Sau đó đội trưởng Dương đem Tào Thiếu Lâm ném ra bên ngoài. Tào Thiếu Lâm rơi trên nền đất cứng bên dưới. Hắn sau khi đứng dậy đã điên cuồng cười lớn. Đội trưởng Dương im lặng nhìn hắn ta. Sau đó Tào Thiếu Lân bỗng phát hiện ra có vài người dân đang cầm trong tay công cụ trồng trọt, từ từ bao vây lấy hắn ta. Tào Thiếu Lân muốn phản công nhưng súng đã không còn đạn nữa rồi. Hắn vẫn muốn dùng thân phận của mình dọa nạt mọi người. Cuối cùng Tào Thiếu Lân bị nhóm người dân đánh chết. Vài ngày sau, quân hộ vệ thành tiêu diệt Tào quân. Tào Anh bị giết, dân chúng Phổ Thành được bình an. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.